có nguồn gốc từ đất nước Brazil, chùm mớ còn được gọi là qua sát pháo hay qua rạng đông. Bụi chùm mớ của nhà cô lánh được tạo nên từ khoảng 20 thân dây leo. Mỗi mùa có hàng ngàn chùm hoa màu đỏ cam hợp thành, phủ kín tiệm tạp hóa, thu hút nhiều người ghé lại trekking trên hành trình du lịch Đà Lạt. Về nguồn gốc vàng hoa này, cô lánh, chủ tiệm tạp hóa chia sẻ, trước đây cô thấy hàng rào nhà hàng xóm có cây này, màu quá đẹp nên cô đã xin mấy nhánh nhỏ về để trồng. Ý tưởng của cô chú là cho vàng hoa leo lên căn nhà này rồi tạo thế để nó phủ xuống. Chùm ớt là giống cây dễ trồng, chỉ cần được tưới nước là có thể cho hoa. Mỗi mùa, chùm ớt trổ hoa gần 6 tháng. Chính vì thế mà cô lánh gọi vàng chùm ớt phủ kín tiệm tạp hóa của mình là vàng hoa hai mùa. Vàng chùm ớt gần 20 năm tuổi của vợ chồng cô lánh trở nên nổi tiếng khi mà năm nào cũng có hàng ngàn lượt trekking, review của giới du lịch.